chợ mấy này đi sửa hả? Bên đây thay thay đại tu hả? Hằng ngày là đi làm như vậy là bươi rác hay là đi mua đồ của bà con? Dạ em đi mua. Đi mua. Dạ. Rồi còn thí dụ mình qua những cái đống rác hoặc là người ta bỏ chỗ nào đó thì cái đó mình kiếm thêm hả? Không, cái đó mình hỏi thật. Thì lâu lâu mà đi qua thấy người ta bỏ thì mình nhặt. Chỗ đó là tại vì cuộc sống mà. Dạ. Đó cho nên là mình rất quý anh chị em là không phải là mình một cái nghề nào mình khinh khi đâu. Tất cả mọi ngành nghề mình đều quý trọng hết đó. Tại vì mình nói là thực tế ra thì những cái đống rác mà em nói là em đi qua bên chỗ Hùng Vương nó có một cái chỗ mà bên các cơ quan lớn người ta bỏ đồ rất là lộn được. Không, cái đó nó thật. Khuya 3-4 giờ hoặc là 2 giờ sáng á. Tại vì ở đây có người đi làm. Đó thì anh chỉ cho là đó thì thôi thì mình cố gắng làm đi nha. Chứ mình nhưng mà phải kỹ lưỡng tại vì nó nói độc hại ghê gớm. Bữa nay là em biết trong đó là nó có những cái đồ mà mình không thể ngờ được tại vì người ta đã bị rồi. Anh đóng rác rồi hả? Anh nói cho em đề phòng nha, chứ không phải mình thấy cái rác là mình cứ làm mình thấy đồ mình cứ lụm sướng đâu, nhưng mà coi chừng những cái chất độc hại trong đó bữa nay là rất ghê gớm. Rồi anh chỉ khuyên em vậy nha, rồi em đi làm đi.